Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Ngọc Cương ở Hà Nội. Khán giả có hỏi là cách phòng và chữa bệnh đậu cho chim bồ câu như thế nào? Vâng, anh Cương thân mến, bệnh đậu xảy ra là một bệnh phổ biến ở trên đàn bồ câu và để phòng trị một cách hiệu quả thì mời anh cùng theo dõi lời tư vấn của chuyên gia ngay sau đây. Vâng, xin chào khán giả Ngọc Khương. Thì với bệnh đậu là chúng ta hoàn toàn có thể phòng bệnh một cách rất dễ dàng. Nếu như khi còn còn bé đấy, là chúng ta có thể sử dụng cái vaccine đậu để trùng một cánh cho chim bồ câu, tạo ra được cái miễn dịch phòng hộ trong vòng khoảng 5-6 tháng. Sau đó thì 5-6 tháng chúng ta lại trùng lại một lần nữa thì chúng ta lại tạo ra được cái miễn dịch phòng hộ. Thế nhưng mà chắc là gia đình đã không làm cái việc đó. Chính vì thế cho nên là dẫn đến là bồ câu bị bệnh đậu. Thế khi bệnh đậu thì đây là do virus gây ra. Đấy. Thì chúng ta chỉ thứ nhất là trị cái mụn đậu, thứ hai là cho nó uống kháng sinh để phòng cái nhiễm khuẩn kỳ phát. Đấy. Thì trong trường hợp này thì tôi tư vấn cho anh Ngọc Cương là nên sử dụng cái cồn iodine 10% chấm vào các mụn đậu, chấm có thể một lần hoặc hai lần trên ngày, nhưng mà không được bong cái không được bóc cái mụn đậu ra. Chấm cho đến khi mà thường là khoảng 5-6 ngày thì nó sẽ tự bong cái mụn đậu ra. Khi nó bong mụn đậu ra thì mình lại dùng cái cồn iodine chấm lần nữa để tránh hiện tượng nhiễm trùng tại chỗ đó. Đó là công việc đầu tiên. Công việc thứ hai là có thể dùng novorossacin hoặc là có thể ceftriaxone cho nó uống một lần trên ngày, cho uống có thể 3-5 ngày liền để phòng cái hiện tượng bị nhiễm khuẩn kỳ phát. Và đồng thời cho uống cái chất điện giải glucose và vitamin tổng hợp, cho uống thay nước liên tục trong vòng 3 năm này để giúp nâng cao sự đề kháng của cơ thể. Và sau đó thì cho bổ sung thêm vitamin A, D, vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn cho khoảng 1 tháng liền, giúp cho cơ thể nó chuyển hóa tốt hơn. Và tất nhiên là để phòng được bệnh đậu thì nên sử dụng cái vaccine đậu để trùng vào cánh cho nó. Sau khi nó khỏi bệnh được khoảng chừng 10 năm 20 ngày thì nó sẽ tạo ra được cái vaccine phòng bệnh đậu. Thế và nuôi chim thì có thể là nuôi thời gian nó dài hơn. Nếu nuôi chim sinh sản nó có thể khai thác tận 5 năm người ta mới loại thả. Thế cho nên là cứ 6 tháng một lần dùng cái vaccine trùng một lần. Thì như vậy hoàn toàn là an tâm đối với cái bệnh đó. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của khán giả Phạm Duy đến từ Tây Nguyên. Anh Duy có hỏi là thời tiết hiện giờ ở địa phương của nhà anh thì khá lạnh và anh muốn nuôi vịt nhưng mà không biết là có phù hợp hay không. Vâng, anh Duy thân mến, để có thêm được thông tin trước khi mà quyết định nuôi vịt thì xin mời anh cùng theo dõi lời tư vấn của chuyên gia. Tây Nguyên thì tôi nghĩ là sẽ không lạnh bằng ở khu vực phía Bắc. Đấy, và ở trong Tây Nguyên hoàn toàn có thể nuôi vịt được. Tuy nhiên là chúng ta phải nuôi theo đúng cái cách. Khi mà vịt mới mua về đấy thì chúng ta phải thực hiện nuôi úm, nó úm ít nhất là 3 tuần. Và cái nhiệt độ của tuần đầu tiên là 33 cho đến 35 độ C. Nhiệt độ tuần thứ hai là 30-32 độ C và tuần thứ ba là từ 28 cho đến 30 độ C để cho nó thích nghi dần dần với điều kiện môi trường xung quanh. Thế sau đó khoảng 1 tháng thì mới có thể thả xuống nước, chứ không nên thả xuống nước quá sớm. Vì thả xuống nước quá sớm là cũng rất dễ nó bị stress của nhiệt gây ra thì nó có thể dẫn đến hiện tượng bị nhiễm bệnh. Đấy. Và đồng thời trong quá trình uống như thế thì cần phải chú ý là sử dụng vaccine dịch tả để tiêm phòng một cách đầy đủ, vaccine viêm phòng bệnh viêm gan siêu vi trùng tiêm phòng một cách đầy đủ. Thế và đến khi mà nó đạt được cái độ tuổi độ khoảng 45 đến 50 ngày tuổi, chúng ta dùng vaccine phòng bệnh tụ trùng để tiêm phòng nó. Thì như vậy nó tạo ra được một cái miễn dịch phòng hộ rất là chắc chắn. Thì như vậy cái việc phát triển chăn nuôi hoàn toàn được, không có vấn đề gì. Cái quan trọng là có làm đúng cách hay không. Từ Thanh Hóa, khán giả có tên là Đỗ Hữu Sám có gọi điện về chương trình và hỏi: Tôi đang nuôi nhốt đàn chim bồ câu khoảng 200 đôi, chúng thường mổ trứng ăn, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, thưa anh Sám, chuyên gia đã tư vấn cho câu hỏi của anh như sau. Vâng, xin chào anh Đỗ Hữu Sám và thưa quý vị, với cái dấu hiệu mà đẻ ra xong rồi lại mổ trứng mang thì chúng ta phải hiểu ngay đây là hiện tượng trong khẩu phần ăn nó thiếu đạm và thứ hai là thiếu khoáng chất vitamin cho nên dẫn đến hiện tượng mổ trứng ăn. Thế thì khi chúng ta đã xác định được cái nguyên nhân đó rồi thì chúng ta phải có một cái cách phòng phù hợp. Thế thì thứ nhất là nên bổ sung đạm, mà đạm đối với chim bồ câu ấy, thì thích hợp nhất là đối với bột đậu xanh. Đấy. Và bổ sung khoảng 10-15% bột đậu xanh vào trong khẩu phần ăn. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta bổ sung vitamin A, D, vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn cho ăn liên tục khoảng 1 đến 2 tháng thì chắc chắn nó sẽ hết cái hiện tượng đó.